Dạ thưa thầy và các bạn, thì hôm trước lớp chúng ta đang học cái cuốn Dược lý của Goodman và chúng ta đang ở cái chương đó là chemotherapy, hóa trị liệu, hay nói cách khác là các thuốc mà nó nằm trong nhóm tiêu diệt sự sống, chemotherapy. Và chúng ta đang học cái bài đó là kháng sinh, antibiotics. Và trong cái bài đó nó có show ra cho chúng ta một cái hình này, và thầy nói về nhà giải thích hình này. Vậy thì cái hình này nó đang nói đến nó là năm chiến lược dùng kháng sinh. Vậy thì cái thứ nhất đó là prophylaxis. Prophylaxis là kháng sinh dự phòng, nghĩa là bệnh nhân đó đó no infection, bệnh nhân nó không có nhiễm, không chưa có nhiễm khuẩn, và chúng ta dùng kháng sinh dự phòng để không cho cái tình trạng nhiễm khuẩn xảy ra, chỉ định trong phẫu thuật sạch và sạch nhiễm. Thời gian sử dụng là trong vòng 60 phút trước khi phẫu thuật. Cái thứ hai đó là preemptive là kháng sinh đi trước một bước, nghĩa là bệnh nhân đó đã infection rồi nhưng mà chưa có symptoms. Thường áp dụng phương pháp này cho bệnh nhân sau cái việc đó là cấy ghép tế bào gốc tạo máu, hoặc là sau khi bệnh nhân ghép tạng. Cái thứ ba đó là empiric. Empiric có nghĩa là kháng sinh, sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm, có nghĩa là bệnh nhân infection và xuất hiện luôn cái triệu chứng rồi, và bệnh nhân vào với chúng ta làm hai cái động thái, đó là thứ nhất vừa lấy bệnh phẩm gửi đi làm nhuộm ram, sôi tươi, cấy làm kháng sinh đồ, vừa sau đó thì sau khi lấy được cái mẫu bệnh phẩm đó thì cho bệnh nhân liền cái kháng sinh mạnh để cứu bệnh nhân ra khỏi cơn hiểm nghèo. Rồi 2 3 ngày sau chúng ta có được kết quả nuôi cấy, có được kháng sinh đồ và nó đúng như theo dự đoán của chúng ta, cộng với lại cái tiến triển lâm sàng bệnh nhân tốt, thì chúng ta lúc này có một cái nghiệm pháp đó ra gọi là the escalation, nghiệm pháp xuống thang. Cái thứ tư đó là definitive. Definitive tức nghĩa là đánh trúng đích, tức nghĩa là đã biết pathogen và đã có luôn kháng sinh đồ rồi, thì lúc này chúng ta có một cái nhiệm vụ đó là chọn một kháng sinh nhẹ nhất, ít độc nhất để quánh cái con đó. Và cuối cùng thứ năm đó là suppressive, tức nghĩa là ở những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc bất thường giải phẫu, cho kháng sinh, bệnh nhân hết nhiễm trùng rồi nhưng vẫn cho thêm nhiều ngày với cái liều thấp để gọi là secondary prophylaxis, tức nghĩa là dự phòng thứ phát. Và đó là cái năm cái chiến lược dùng kháng sinh.